Hôm nay đang chán, tại hôm nay nó ra ốp ở nhà và cũng chưa có hẹn nào, tại vì Covid bây giờ lịch nhiều quá cho nên là mình không có dám ra đường nhiều. Nhưng mà hôm nay có một người bạn đồng ý dẫn mình qua xem những cái món đồ chơi mà bạn này vừa mới cóp về, thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi qua đó xem nha. Let's go, bảo đảm nó sát nền văn hóa giày của chúng ta, rất là sát luôn. Thì nếu như ai mà đã từng chơi những món đồ chơi này thì các bạn sẽ biết thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ đi đến cái chỗ mà bạn nó đang để những cái món đó nha. Let's go. Ê, rồi bây giờ thì mình cũng đã thay xong cái outfit rồi. Hôm nay đi qua đó thì nó có gì đó nó mới mẻ hơn và phải tiếp thu một cái nền văn hóa mới, cho nên là mình sẽ chọn một cái áo essential màu trắng như thế này. Thì cái này thì rất là dễ mua, các bạn có thể vào GLAB để mua. Giá của nó thì cũng vừa thôi, nhưng mà mấy cái áo này mình thích nó đơn giản, cái form nó đẹp với lại vải của nó cũng tốt. Giặt nhiều nó cũng không có rút nhiều. Mình thấy có một số loại vải màu tối tối á, thì nó hơi rút xíu, nhưng mà mấy cái màu sáng như thế này nó ít rút lắm. Sắp tới thì mình sẽ có một đôi nữa là đôi Travis Scott Air Jordan 6 collab với Travis Scott, và mình đang đợi nó về chung với lại một số món đi kèm như là cái tee nè và cái hoodie nữa. Thì mình sẽ cố gắng làm cái video đó sớm nhất ngay khi nó về cho các bạn xem, và mình sẽ bật mấy cái video sắp tới. Và bây giờ thì let's rồi. Cửa hàng của mình thì sẽ có ở đây, số 7 đường Phan Tây Hồ, quận Phú Nhuận. Thì thôi, ở đây thì nghe Nam nói là sẽ có rất là nhiều đồ chơi, cho nên là Nam muốn mình qua đây để giới thiệu cho mọi người một số món mà Nam cũng vừa order và Nam gửi bên này. Thì mình vào thử nha. Let's go, let's go. Oh hi, hello. Hello, hello. Mời vào. Dạ, dạ, dạ. Rồi. Rồi. Hello Nam. Rồi, đây là Nam, vừa là bạn mà vừa là đồng nghiệp. Thì hôm nay Nam có một số cái để mà muốn chia sẻ cho mọi người, tại vì Nam mới order được con Birrit đúng không? Mình kiểu mình order thì cũng từ tầm mùng 7, mùng 8 Tết gì á. Nhưng mà tới hôm nay thì nó mới vậy như là mới mới gần đây thì nó mới về tới đây là bé này. Đây. Với Đây. lại một cái cặp course Đây. của Along the Way màu màu đen mình cũng khá là thích, thì nay kiểu sẵn Hào có hỏi thì mình cũng giới thiệu cho các bạn coi chung. Rồi vậy cái này thì chắc là phải nhờ Nam unbox cái này ha. trước ha. Rồi. Này thì cặp này thì mình có gỡ trước mấy cái siêu siêu bên tay chân của nó để hồi xíu nó mình bỏ ra cho nó đỡ vướng á. Thì cặp này là anh em kiểu cũng say xỉn. So với những cái con Core đời trước á, thì mình thấy cặp này hoàn thiện rất là ok rồi. Đây, nó sẽ đứng như thế này. Đó, đấy, cặp này thì nó sẽ đứng như thế này. Đó. Yeah. Cái này mà ai có phòng cần kiểu giống như là làm về quay cũng giống như mình á, là rất là đẹp luôn á. Là Yeah. ai Cái này có mà để trưng phòng là cực kỳ xịn luôn. đúng rồi, cái màu đen của nó rất là kiểu đen mịn á, Yeah, chứ nó không rất phải là mịn. là đen theo kiểu bóng bóng. Này Nhìn nó làm giống xịn. như kiểu nếu như các bạn mà có chơi Bebrick á, thì lâu lâu có những con Bebrick mà dạng collab xịn á, giống như Bebrick với lại Mastermind á, thì cái cảm giác mà mình sờ lên nó cũng giống y chang vậy luôn, nó rất là mịn tay. Đó. Thực ra thì mình cũng không phải là người dạng nghiên cứu hay là mình chơi course này nọ đâu, nhưng mà
mình thấy thích á, với lại kiếm được deal cũng hợp, cho nên là mình lấy cặp này về. Thấy đẹp đúng không? Yeah, đẹp. Đây là tại vì nam là thường là nam hay bán kiểu beer rig nè, với lại quần áo bếp nè, cho nên là đồ nước ngoài không à, cho nên là mấy cái này là nam ấn tượng lắm, cho nên là nam hay lấy về. Với kiểu mình cũng coi mà ạt nhiều á, thì thiệt ra là mình thấy mấy cái này cũng hay ho. Thì có hồi trước á, mình thấy có nhiều người người ta complain á là về packaging. Thì cost của nó hồi trước á, nó đóng rất là nhìn nó rất là cheap, nó không có được đàng hoàng tử tế á. Nó đóng mà nhiều khi là lúc mà mình nhận á, mình chỉ muốn giục cái bao bì đi thôi. Nhưng mà cái bản này á thì mình thấy là lúc mà mình nhận được á, nó làm packaging rất là đẹp. Đó, thì trong ra ngoài hộp nó nhìn kiểu màu rất là ok luôn, màu kiểu là đen matte, sờ rất là mịn. Xong rồi nó có tem chống giả các thứ, có ID các thứ luôn. Thì mình thấy rất là hài lòng với bản này. Rồi nói về nhân vật chính của hôm nay đi ha. Đúng rồi. Thì con này thật ra là Bearbrick á, thì này thì mình đem về để trưng ở bên cửa hàng của người Anh. Tí là người Anh mình quen biết thôi. Thì trước đây mình cũng đã có được hỗ trợ người Anh mình mang về những con này rồi. Con này là Bearbrick Bếp nè, từ hồi 2018 nè. Con này thì Toy Story. Thì đợt đó nó ra cả cặp này luôn. Nó bán cả cặp, nó không bán lẻ thì cũng mang về luôn. chịu chơi. Tới năm nay kiểu cặp này là mình lấy từ hồi 2020 á, nhưng mà có một bé Nike SB nữa mà kiểu ảnh có sắp xếp lại rồi. Cho nên năm nay thì mình có đem con này về để chương shop cho nó vui cửa vui nhà á, kiểu tại vì chỗ này nó trống. Trống đúng rồi. Tuy nhiên ở đây đáng lẽ để được 4 con nhưng mà giờ mình để được có 3 con thôi. Ở đây luôn kiểu mà kiểu như là các bạn nào mà ghé cửa hàng của ông anh mình chơi thì thấy cho nó vui. Thì một phần mà kiểu mình đem con này về là 1000% á, mình cũng rất là thích, tại vì cái tướng, cái form á, kiểu mình rất là thích. Nó đã, giống như kiểu cảm giác mình cầm lên mình ôm á, nó rất là đã. Đúng rồi. Xong rồi cái thứ hai là mình cũng coi nhiều về art á, thì bên Jackson Pollock là một cái artist mà mình rất là thích. Ảnh làm về cái trường phái là gì? Trừu tượng biểu hiện. Thì kiểu trừu tượng á là nó làm không có một cái ý nghĩa gì cụ thể cả. Biểu hiện là mình biểu hiện qua những cái đường nét sơn rồi đường nét vẽ, nó thể hiện từ cái con người ra, từ cảm xúc, từ những cái cá nhân mình á. Thì Jackson Pollock á, ảnh có một cái hay á là ảnh làm cho người ta confuse rất là nhiều. Có nghĩa là có người ta nói là thậm chí tới một đứa nhỏ người ta cũng có thể vẽ những cái nét mà kiểu ngoạc như vậy nè. Đó, thì ổng có gì hay? Thì rất nhiều người trong giới làm nghệ thuật đó, sau một hồi người ta xác nhận lại á, người ta nói là các bạn có thể nói như vậy, nhưng không một ai có thể nào mà làm giống Jackson Pollock được. Đó, những cái nét vẽ rồi những cái phết sơn hay này nọ gì á, nó tới từ chính con người Jackson Pollock luôn, nó thể hiện chính con người Jackson Pollock luôn, thành ra không ai có thể làm giống ổng hết á. Và khi mà nhìn vô một cái là người ta biết cái này là của ông Jackson Pollock luôn. Cho nên mình rất là ấn tượng với bản này và mình đem nó về. Nói chung là nghệ thuật là do con người đúng không? Từ ý tưởng, nói chung là tâm trạng. Nói chung là một cái sản phẩm như thế này thì thường nó sẽ đưa ra được cái gì mà người ta đang suy nghĩ và cái như là cái cảm xúc cái lúc đó của người ta khi mà người ta đang làm ra cái tác phẩm này. Đúng rồi. Với lại con cái hay là mình cũng thích Bearbrick. Kiểu trước đây mình cũng có nhiều bản Bearbrick rồi, với lại Bearbrick nó cũng có chiều dài lịch sử á, giống như để mình show cho các bạn coi. Đây, ở bên cửa hàng nó có một cái gọi là một cái bức tường về Bearbrick luôn. Đó, thì ở đây thì có collect kiểu như là Bearbrick, thậm chí là có những con mà từ năm đầu của Bearbrick luôn, là từ 2001 cho tới bây giờ luôn. Là tuổi đời nó là 20 năm tuổi rồi. Gần như OG cho ta. Dạ, yeah, thì tính là OG luôn rồi đó. OG luôn đúng không? Giống như đây nè. Đó. Con này là con animal đầu tiên nè, trong series 1 nè, con X này nè. Đó. Hay là có cái cặp này nè, cặp trong bộ phim Maruko nè. Thì nó mình nhớ đâu đó khoảng tầm 2002, 2003 gì đó thì tính ra nó rất là hiếm. Và thì kiểu cái giá trị của nó là chỉ những người mà mình theo dõi, mình nghiên cứu, mình tìm tòi về nó thì mình sẽ thấy nó hay, mình sẽ thấy nó xứng đáng này nọ.
xương các bản kiểu 100% đây ha. Xong rồi mình qua đây thì có một ít mẫu dạng như là 400% á. Thì thường á là 400% thì sẽ làm bằng nhựa luôn. Nó cũng giống như các mẫu bên kia luôn. Bên này thì đang có một số mẫu kiểu cũng là hot hit, giống như cái con ABC Camel của bếp hồi xưa nè. Rồi Neighborhood nè, Neighborhood với lại bếp nè, cũng giữ. Hay là Kit Haring, nếu như các bạn thích mà nghệ thuật đương đại á thì có con Kit Haring thì cũng hay. Hay à. Yeah. Rồi có cặp Atmos các thứ. Đó, đặc biệt xíu thì có dạng như là bản 200% á, thì kiểu 200% nó làm á thì thường nó sẽ làm chủ yếu luôn á, nó sẽ làm bằng kim loại cho nên cầm rất là chắc tay, cầm rất là đầm tay luôn. Này thì có hai con kiểu của bếp. Bữa cầm rất là đầm tay. Bữa xịn sò. Có con màu camo hồng với camo xanh đúng không? Yeah, hai đúng con rồi. Đó cầm rất là chắc. Xong rồi hai con sau là một con cũng giống vậy đúng không? Dạ yeah, đúng rồi, đúng rồi, một con màu này với lại một con là màu xanh lá, camo xanh lá. Có để. Thì bếp 200% ngoại trừ cái bản mà kim loại này á, thì nó có cái con của Transformer hồi trước có bản Transformer thì nó bằng nhựa, nhưng mà kiểu con Bear Brick đó khi mà mình bẻ lại á, thì nó ra con robot luôn. Thì nó là một bản đặc biệt. Yeah. Rồi con này thì mình quên chưa nói về cái kỹ thuật xử lý của con này á. Thì kiểu con này là từng tót nó xé ra, xong rồi nó sẽ in nhúng vô nước á. Thì khi mà lấy ra lắp ráp lại á, thì các bạn nếu như các bạn để ý á, thì sẽ không có con nào họa tiết giống con nào cả, tại vì khi mà lên mặt nước rồi á, cái họa tiết nó sẽ là khi mà mình cầm mình lấy lên, khi mà nó khô lại á, nó sẽ khác biệt nữa. Cho nên kiểu mình có thể nói là con này cũng thuộc dạng độc bản á, các bạn sẽ không thấy một con nào mà dạng họa tiết nó sẽ giống như con này đâu. Có thể là nó sẽ khác, ví dụ như kiểu ở cái tai, ở cái mũi, hay ở cái bụng, hay ở cái tay gì đó, tùy, mình không biết. Nhưng mà nó sẽ không trùng. Thì đó là một cái điểm mà mình cũng khá là tự hào con này. Là phía sau nó còn có thêm một cái hàng chữ nữa đúng không? Yeah, của Jackson Pollock Studio. Rất là gầy, một cái hàng chữ rất là ạc luôn á. Yeah. Thì con này tính ra là nó, khi mà nó làm thì nó sẽ như là từng bộ phận nó làm riêng đúng không? Xong rồi đúng nó rồi. Sẽ ráp lại, cho đúng nên rồi. Là nếu mình có 10 con thì không có con nào giống con nào. Đúng rồi. Nên cái là một cái hay. Tính ra mua được bản vậy cũng rất là hay đúng không? Yeah. Chuyện mà sưu tầm hay là về cái kiểu mà các bạn nói là về reseller, kiểu về tích trữ này nọ, thì mình thấy là cái này cũng hay, tại vì Beric 1000% á, nó không bao giờ mất giá đó. Đúng rồi, vấn đề là bạn có mua hay không thôi đó. Vậy Nam chia sẻ thử, nếu mà bây giờ mua con này và cái giá ship về sẽ như thế nào? Thường á thì mấy con 1000% này á, cái thể tích của nó giống như các bạn nhìn ở đây á, thì nó cao 70cm, nhưng mà kiểu nó có cái mấy cái bọc thêm á, hột nữa, cho nên nó rất là bự. Thì ship một lần về tầm khoảng 2 triệu mấy cho tới gần 3 triệu, đó là tùy bên dịch vụ người ta làm cho mình như nào nữa. Thì kiểu mua này cũng hơi pricey xíu, cũng hơi cấn xíu, nhưng mà đó là cái sở thích, đó là kiểu về cái sở thích của mình, rồi đam mê rồi. Xuống tiền được thích, đúng không? Mình cũng thích. Trong là bữa nay là thấy Nam có hai bộ này là cũng hơi ghê đó. Rồi cái này thì bây giờ mình sẽ cảm ơn Nam vì anh đã giới thiệu, thứ nhất là cửa hàng, một cái cửa hàng đồ chơi rất là hay, và thứ hai là giới thiệu cho mọi người về những cái đồ mà nó liên quan tới cái nền văn hóa xé mặt đất của mình. Thì các bạn cũng biết đó, tại vì sâu dày ra thì nhiều người họ còn tìm hiểu thêm về quần áo nè, những thứ liên quan, thì nó liên quan từ thì những cái giống như là nghệ thuật, thì sau đó thì họ bắt đầu dần dần qua những thế này. Thì Beric nè, hoặc là những cái tượng core này, thì nó cũng là một trong những cái nền văn hóa mà gọi là nó gắn liền với những người chơi giày rồi, cho nên là không, cái này thì mình cảm thấy nó giống như là về lối sống á, kiểu mình hướng tới cái đẹp á, kiểu mình thích những cái đẹp thì mình thấy nó hợp lý, mình theo. Yeah, đó là quan điểm cá nhân của mình. Rồi vậy hôm nay mình cũng rất là cảm ơn Nam đã chia sẻ hai cái món quà này đến cho tất cả những người mà họ chưa biết về Beric, hoặc là những người họ biết rồi đi,
họ cũng có được những cái trải nghiệm mới hơn về những cái món này, và họ cũng biết thêm được những cái nghệ sĩ mà họ người ta làm những nghệ thuật đương đại á. Đúng rồi. Chứ... với cả kiểu mình cũng mong muốn là dạng như các bạn mà thích về Bebrick á, các bạn sẽ hiểu hơn, các bạn sẽ tìm hiểu về nó nhiều hơn. Các bạn sẽ thấy là cái thú chơi á nó sẽ rất là hay, nó không phải bó buộc là mình chơi theo kiểu dòng thời gian, mình chơi theo kiểu trend, mà mình chơi theo kiểu nó bắt nguồn từ mình ra, nó từ sở thích của mình ra. Đó, khi đó thì cái game của mình nó sẽ hay, nó có ý nghĩa hơn. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn mọi người nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp nha.